các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Điều 3 nha quý vị. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất cứ lý do nào để phân biệt đối xử, được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền về nhân thân và tài sản. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện, cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội và có hiệu lực thực hiện đối với các bên phải được các chủ thể khác tôn trọng. Pháp nhân, cá nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. Establish, exercise / fulfill, or terminate his, her civil rights and our obligations in the principle of goodwill and honesty. 4. The establishment, exercise and termination of civil rights and our obligations may not infringe national interests, pubic interests, lawful rights and interests of other persons. 5. Each person shall be liable for his, her failure to fulfill or the incorrect fulfillment of any such civil obligations.